Xin chào mọi người. Hôm nay đây, mình là Đăng ở tiệm mèo Sen nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một bé mèo siêu quấn người luôn. Hai bé luôn mọi người ạ. Đây, một bé màu lilac, một bé màu xám xanh này. Miu miu. Quấn người lắm, rất là thích dụi nhá. Xong lại mình cứ không có trong phòng là kêu. Đấy, đây một bé này. Đây, xám xanh kìa, các bạn thấy không? Hai bé này nó quấn người cực kỳ luôn. Các bạn thấy bé xám xanh xinh không? Bé này màu đậm hơn các bé xám xanh bình thường. Đây là kiểu xanh than luôn này. Bé này thì mình cần câu. Nhìn thấy bé này nằm kiểu rất là thoải mái không? Bây giờ mình ra chơi rồi, quay một chút nữa cho mọi người xem. Quấn người lắm, cứ đi ra khỏi phòng cái là kêu. Rồi, ăn cũng hết hạt rồi. Rồi nha, mình tắt video đây. Hẹn mọi người trong những clip tiếp theo nha. Tạm biệt.